Thế giới này có lẽ đã loạn rồi, cha mẹ bỗng dưng xông vào trường con cái, rồi đánh đập chúng không thương tiếc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ phim bắt đầu tại một gia đình 4 người sống ở một thị trấn ngoại ô nước Mỹ. Hai vợ chồng Brand và Kendall đang bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống làm cha mẹ của mình. Khi đứa con trai 7 tuổi, Josh thì quậy phá, còn cô chị Kali thì cứng đầu. Kali có một người bạn trai tên Damon, cha mẹ cô không thích anh ta, nhưng Kali tất nhiên không quan tâm. Bữa sáng hôm đó, người giúp việc của họ, Sunny, nghe tin tức về việc một đứa trẻ đã chết do bị mẹ bỏ quên trong xe hơi, nên đã đưa con gái Lisa đến chỗ làm. Họ dự định sẽ đi sau Sunny hoàn thành công việc. Trong bữa ăn sáng, hai vợ chồng Brand thông báo rằng tối nay sẽ có ông bà nội đến chơi và ăn tối, nhưng Kali lại muốn hủy bữa tối để đi chơi với Damon. Điều này gây ra một cuộc tranh cãi giữa cô và Kendall. Lợi dụng lúc mẹ không để ý, Kali đã lấy trộm hàng trăm đô la từ ví của bà để đi chơi với cô bạn thân Riley. Ngày hôm sau, Kendall chở cô đến trường và họ lại có một cuộc tranh cãi khác trên đường đi. Kali gay gắt nói với Kendall rằng cuộc sống của cô ấy thật tẻ nhạt chỉ vì gia đình mình. Trong khi ở nhà, Josh tinh nghịch ném cha mình bằng quả bóng đồ chơi. Brand khi đó rất tức giận nhưng phải cười trừ vì con ông còn nhỏ. Chuyển cảnh người giúp việc Sunny đang đập thịt gà, trong khi con gái Lisa của bà thì đang phụ giúp lau chén dĩa. Đột nhiên, một sự kiện kinh hoàng xảy ra, Josh nhìn thấy Sunny dùng búa đập thịt để đánh con gái mình. Trong khi đó, Kendall đi chơi với mẹ của Riley, Jean. Họ nói về Jenna, em gái của Kendall đang mang thai, và khi Kendall xem qua ví của mình, cô mới phát hiện rằng tiền của mình đã bị con gái lấy cắp. Cùng lúc đó, khi Kali đang ở trong giờ học thì vị giáo viên đứng lớp liên tục nhận được các cuộc gọi yêu cầu được đón con về nhà. Chẳng bao lâu sau đó, trường học bị cảnh sát bao vây. Không quan tâm về điều này, Kali và người bạn thân nhất của cô là Riley đi vào phòng vệ sinh, nơi Riley phàn nàn về việc mẹ cô là một con bích. Riley sau đó mua ma túy từ một nữ sinh, và chỉ khi bước ra ngoài, hai người mới nhận ra cả trường hiện đang rất hỗn loạn. Tất cả các học sinh đang tháo chạy, trong khi các giáo viên thì không thấy đâu. Kali sau đó bối rối khi nhìn thấy mẹ của một bạn học cùng lớp đang cố gắng vượt rào của trường. Bên ngoài cổng trường, rất đông phụ huynh đã tụ tập muốn vào trong khuôn viên, nhưng cảnh sát và bảo vệ đã cản họ lại. Không biết bằng cách nào, một đứa trẻ đã chạy đến chỗ mẹ mình, nhưng bà ta đã dùng chìa khóa ô tô đâm cậu bé một cách dã man ngay sau đó. Đám đông trở nên điên loạn hơn khi nhiều bậc cha mẹ bắt đầu xông được vào trong, đánh đập con cái của họ một cách tàn nhẫn, một số thậm chí giết chúng ngay lập tức. Kali và Riley xoay sở để thoát khỏi đám đông, trốn vào trong xe của Riley. Bối rối với những gì đang xảy ra, họ lái xe đến nhà của Riley. Trong khi đó, Damon, bạn trai của Kali đang ở trong phòng thi. Anh nhận ra còn một tiếng nữa mới hết giờ làm bài, nhưng phụ huynh đã tập trung bên ngoài chờ đợi với một vẻ sốt sắng khó hiểu. Anh sau đó làm xong bài trước nên rời khỏi hội trường. Phía sau anh ta, hàng dài cha mẹ ùa vào bên trong săn lùng con của họ. Damon về đến nhà, phát hiện cha mình đang say sưa ngồi trên ghế sofa không suy nghĩ gì nhiều. Anh bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà bếp thì bị cha tát cho một cái. Thoạt đầu, Damon bỏ qua, do cha anh đang say rượu, nhưng mọi thứ dần trở nên tệ hơn. Ông ta bắt đầu tấn công anh bằng một chai thủy tinh vỡ. Khi cả hai giằng co, cha anh ngã xuống đất, mảnh thủy tinh vô tình đâm vào cổ họng và tử vong. Cùng lúc đó, Kendall đang ngồi trong xe nhớ lại buổi phỏng vấn xin việc thất bại của mình, với lý do là cô đã có hai con và đã nghỉ việc 15 năm nên họ không thể tuyển cô được nữa. Chứng kiến những gì cuộc sống hôn nhân mang đến, Kendall bắt đầu suy sụp tinh thần, nhưng không cho cô thời gian để thở. Kendall nhận được một cuộc gọi thông báo rằng Jenna đã chuyển dạ, liền chạy đến bệnh viện. Tại đây bà thấy một đám đông đang xem tin tức về việc cha mẹ đang thi nhau xé xác con mình. Nhưng trước khi kịp nghe hết tin tức, Kendall đã lao đến chỗ của em gái. Jenna lúc này đã sinh ra một bé gái khỏe mạnh, cô ôm con mình trên tay, nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ nhanh chóng trở nên ám ảnh khi Jenna bắt đầu bóp cổ đứa bé, khiến mọi người lao vào ngăn cản. Cô ấy thậm chí còn chụp lấy kéo, đòi ăn thua đủ với con gái. Kendall sau đó đã giật lấy đứa bé và mang ra ngoài, khóc lóc hỏi y tá chuyện gì đang xảy ra. Kết quả nhận được tuyên bố rằng tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới đang phát điên. Bên ngoài khu sơ sinh, các ông bố nhìn chằm chằm vào những đứa con của mình như thể đó là kẻ thù. Kali và Riley cuối cùng cũng đến được nhà của Riley. Kali xem tin tức trong khi Riley trở về phòng thay đồ. Theo như bản tin nói về một loại virus bí ẩn đã lây lan khắp nước Mỹ, khiến các bậc phụ huynh hưng phấn muốn giết con mình. Phát hiện điểm không lành, Kali lên lầu tìm Riley. Trước sự kinh hoàng của bản thân, cô bắt gặp Riley bị mẹ bóp cổ đến chết. Quá hoảng sợ, Kali lập tức chạy khỏi nhà, để rồi bắt gặp một người đàn ông với cây gậy bóng chảy dính máu trên đường. Damon sau đó tìm thấy cô và nói với Kali rằng cô nên tránh xa cha mẹ mình ra nếu không muốn đi thăm tổ tiên. Cặp đôi lập tức quay về nhà của Kali để tìm Josh. Trong khi đó, Brand đang ở văn phòng chợp mắt. Anh ta thức dậy, gọi trợ lý của mình nhưng không có ai cả, họ đã bỏ về từ sớm. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Brand nhìn vào bức ảnh gia đình của mình và hét lên, hóa ra anh ấy cũng đã bị nhiễm virus. Damon và Kali về đến nhà, thấy người giúp việc Sunny vẫn ở đó. Họ cẩn thận bước vào trong và hỏi cô ấy Josh đang ở đâu. Người phụ nữ bình tĩnh trả lời rằng anh ta đang ở trong phòng của mình. Cả hai sau đó phát hiện cây lau nhà dính đầy máu của Sunny, ngầm hiểu điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Kali chạy đi tìm em trai trong khi Damon để mắt tới bà giúp việc. Kali phát hiện Josh đang kinh hãi dưới gầm giường, cậu kể cho chị nghe chuyện bà giúp việc đập vỡ đầu con gái. Sunny lái xe đi sau khi dọn dẹp đống lộn xộn, nhưng Brand trong tình trạng nhiễm bệnh cũng về đến ngay sau đó. Anh vào nhà, bắt gặp Damon đang ở trong bếp. Cút khỏi nhà tao. Josh nghe thấy tiếng của cha liền chạy khỏi gầm giường.
Tali nhắc nhở Rose lập tức chạy ra ngoài, nhưng Rose nhất quyết đi tìm bố. Brand chuẩn bị tấn công Damon nhưng Rose xuất hiện, thu hút sự chú ý của anh ta. Sau khi nhìn thấy con trai, Burn mất kiểm soát và lao đến tấn công. Damon cố gắng cứu họ, nhưng Brand chỉ cần một cú đấm để tiễn anh về miền xa xăm. Giải quyết xong Damon, Brand sau đó té sấp mặt do dẫm trúng chiếc ô tô đồ chơi của Rose, tạo cơ hội cho hai chị em chạy xuống tầng hầm. Cả hai lao xuống cầu thang và thấy rằng tầng hầm như một cái ổ chuột. Sự thật thì 3 tuần trước khi vụ việc xảy ra, Brand đã mang theo một cái bàn bia và đặt nó dưới tầng hầm. Trong khi đang vô cùng hài lòng với thành quả thì Kendall xuất hiện, nhìn anh chằm chằm, Brand hét lên với vợ rằng anh ấy xứng đáng được giải trí một chút vì đã làm việc rất chăm chỉ. Khiến cả hai cãi nhau, Brand mang ra một cái búa và điên cuồng phá vỡ mọi thứ. Anh nói với vợ rằng muốn trở lại cái thời trẻ trung, ngây thơ như lúc trước dù biết rằng đó là điều không thể. Kendall sau đó cũng đồng ý rằng cô cũng muốn được trở về khi còn trẻ, không con cái, không gia đình. Quay trở lại hiện tại, Kendall lái xe trở về nhà trong niềm hy vọng các con của cô không sao. Chiếc đài phát thanh trên xe cô liên tục phát cảnh báo các bậc cha mẹ tránh xa con cái của mình vì không bao giờ biết được khi nào họ phát bệnh. Kendall nhanh chóng dừng xe lại, nhưng đã quá muộn vì cô cũng đã bị nhiễm và đã về đến nhà. Người phụ nữ sau đó vào nhà, tham gia cùng Brand. Họ đập cửa tầng hầm và yêu cầu bọn trẻ ra ngoài. Kendall mang cưa điện ra và cố gắng phá cửa. Cùng lúc đó, Brand sang phòng khác để lấy súng nhưng thấy hộp đựng súng trống rỗng. Trong khi đó, Rose bắn mẹ qua cửa và viên đạn găm vào vai cô. Hóa ra Rose đã lấy trộm khẩu súng của Brand và giữ nó trong ba lô vài phút trước. Kendall điên cuồng bắt chồng đổ rượu lên vết thương cho mình, để không phải đến bệnh viện, cô nhất định phải giết chết con mình ngay hôm nay. Giờ đây, Kendall và Brand không thể bước vào tầng hầm một cách hung hăng như lúc trước vì sợ bị bắn. Brand nghĩ ra một cách khác và gắn ống dẫn khí LPG vào tầng hầm. Bằng cách này, họ dự định sẽ đợi đến khi bọn trẻ ngất đi vì ngạt khí, rồi mới tấn công. Kế hoạch mau chóng được triển khai, Kendall dán băng dính vào các lỗ hổng trên cửa để khí gas không bị rò rỉ. Kali nhận ra điều lạ liền thò ngón tay ra để điều tra, thì bị mẹ mình tấn công lần nữa. Chỉ đến khi khí gây mê bắt đầu đầy tầng hầm, Kali mới ngộ ra âm mưu của cha mẹ. Một thời gian dài trôi qua, Kendall và Brand kiên nhẫn chờ đợi hai đứa con của họ bỏ cuộc. Khi họ bắt đầu ho vì hơi ngạt, Kali nghĩ ra một kế hoạch. Cô ấy tìm một hộp diêm và cẩn thận xé giải đánh lửa. Sau đó, cô gắn nó vào đáy cửa cùng với một số que diêm. Bằng cách này, khi cửa mở, que diêm sẽ bốc cháy gây nổ vì khí gas. Sau đó, cô và Rose chui vào một lỗ thông hơi và bò ra khỏi tầng hầm. Hai vợ chồng Brand nhận ra rằng những đứa trẻ đã im lặng, vì vậy họ tạo một lỗ trên cửa và nhìn vào trong trước khi tiến hành cạy cửa. Một vụ nổ xảy ra, Brand bị thương nặng nhưng Kendall vẫn sống sót. Cô tìm thấy lũ trẻ ở hành lang liền lao tới như một con thú săn mồi, nhưng Damon đã xuất hiện cứu cả hai một mạng. Anh và Kali khống chế Kendall, nhốt cô vào trong tủ nhưng Kendall cố gắng dùng móc áo đâm vào má Damon và thoát ra. Cuộc chiến lại được tiếp tục, Kendall đập Damon bằng một cái búa và đẩy cậu ra khỏi lan can. Sau đó, Brand tỉnh lại tham gia vào cuộc vui. Nhưng khi cả hai chuẩn bị hạ sát con mình, thì chuông cửa reo inh ỏi, bố mẹ Brand đã đến. Anh vui mừng chạy đi mở cửa nhưng ngay lập tức bị tấn công. Cuộc chiến điên khùng lại tiếp tục, Brand đuổi theo Rose. Rose chạy theo ông nội và ông nội lại đuổi theo Brand. Cuối cùng, Brand và cha đã phải vật lộn bên trong chiếc xe hơi. Quay trở lại nhà bếp, Kendall cố gắng thuyết phục mẹ của Brand đừng giết anh ta. Khi bà không đồng ý, cô liền dùng cái vồ đập đầu bà cụ, thật là đứa con dâu có hiếu. Sau đó, cô nhìn thấy Kali và đuổi theo con gái ra bên ngoài, mẹ chồng cũng đi theo phía sau. Đột nhiên, chiếc ô tô Brand đang chạy đâm vào người bà già, giết chết bà ngay lập tức. Ông nội bị ném ra ngoài, sau cú va chạm, cũng bị giết ngay tức thì. Brand, mặt khác, bất tỉnh vì vụ va chạm. Khi những người khác đứng xem cảnh đó, Damon lao đến đánh bật Kendall. Cắt cảnh sáng hôm sau, hai vị phụ huynh bị trói trong tầng hầm. Họ cố gắng giả vờ là bản thân đã bình thường trở lại để được ra nhưng thủ đoạn này không có tác dụng. Bộ phim kết thúc khi Rose nói với bố mẹ rằng cậu vẫn rất yêu họ. Brand sau đó cũng thừa nhận rất yêu con mình, nhưng đôi khi anh ta chỉ muốn giết quách chúng cho xong. Và đó là kết thúc của video ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy thế nào về bộ phim? Riêng mình không hiểu sao xem mà cứ cười thôi. Bọn mình là King Review, nhớ like cùng đăng ký để bọn mình sớm đạt 1000 người đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau.